Kính thưa quý vị, xuôi về Cần Thơ, trong chương trình Bếp Nhà Ta Nấu Du Ký là tìm hiểu về món ăn của người Cần Thơ. Và ngày hôm nay một món ăn mà Nguyễn Thi muốn chia sẻ đến quý vị đó là món cháo sò huyết. Với cháo sò huyết đó, thì sò huyết là họ bắt lên từ những cái dòng nước lợ, tất nhiên là giữa nước biển và nước sông thưa quý vị. Sau khi mà mình bắt lên đó thì về mình rửa cho sạch, mình dùng cái bùi nhùi mình chà cho sạch con sò. Sau đó mình sẽ bỏ con sò này vào, mình xào, mình rang nó lên. Thì đây là những con sò sống, nếu mà quý vị nhìn thấy nè, nó hả miệng ra. Và sau đó chúng ta rửa thật sạch, bỏ vào trong một cái nồi mình rang nó lên. Khi mà mình rang nó lên rồi đó thì cái con sò nó sẽ như thế này, nó có chuyển qua cái màu khác và thịt ở trong nó vừa chín tới. Sau đó chúng ta sẽ bóc cái con sò này ra làm hai. Nếu con sò đó có nước thì quý vị sẽ dùng cái nước sò đó quý vị chứa trong một cái chén. Và khi chúng ta nấu cháo chúng ta sẽ đổ cái nước sò nó vào trong cháo. Nhưng nếu cái sò đó nó không có nhiều nước thì chúng ta mở cái sò ra và chúng ta lấy cái thịt sò bỏ ra một cái chén để một chút nữa chúng ta xào lên và nấu món cháo sò huyết thì là tuyệt vời của miền Cần Thơ. Và nồi cháo đó thì mình nấu cháo bằng cách là mình nấu nếp, một chút nếp và một chút gạo, bỏ chung vào nước nấu cho cháo chín. Thì ở đây Uyên Thi đã nấu sẵn và quý vị thấy là cái cháo nó đã sôi rồi nè. Và trong cái cháo này, cái lúc mình nấu mình bỏ vào một ít nấm, nấm rơm thưa quý vị, nấm rơm tươi. Mình bỏ vô để mình tạo cho cái vị ngọt của cái nấm. Một phần nữa đó tạo thêm có những cái chất rau cải ở trong đó để mình ăn mình không cảm thấy nó ngán. Ở tay Uyên Thi là cầm đôi đũa bếp. Đôi đũa bếp này không phải để đánh cháo mà thường thường người ta dùng để người ta nấu cơm, người ta xới cơm. Mà trên đôi đũa này Uyên Thi lại đọc được một câu là hồi đó là như thế đó. Rất là dễ thương với một cái câu, một cái từ, những cái từ mà Việt Nam của chúng ta, tiếng Việt Nam chúng ta ghép lại. Chữ hồi đó là cả một bầu trời tuổi thơ, chữ hồi đó là cả một ký ức của người lớn tuổi. Và chữ hồi đó là để chúng ta giới thiệu về những món ăn của chúng ta lúc còn nhỏ, lúc mà chúng ta chưa có dịp đi xa để mà nhớ về cái món ăn đó. Và ngày hôm nay là món cháo sò huyết. Uyên Thi tin chắc rằng với chương trình Bếp Nhà Ta Nấu Du Ký này, quý vị sẽ nhớ về kỷ niệm cháo sò huyết của quý vị ở miền Cần Thơ. Và cái cháo này coi như là chúng ta đã nấu được. Thì trước khi mà Uyên Thi ăn cháo thì chúng ta sẽ chế biến cái sò cũng như nấm. Mình xào thêm cái nấm. À, Uyên Thi chưa nêm cháo. Tất nhiên khi chúng ta nấu cháo rồi chúng ta sẽ nêm vào trong này một ít muối thôi thưa quý vị. Ngoài ra quý vị cũng có thể cho vào một ít bột nêm, hoặc là quý vị cũng có thể cho vào một ít đường. Nhưng thật sự cháo sò huyết nó đã ngọt rồi, rồi nấm rơm nó cũng ngọt cho nên chúng ta không cần bỏ đường, mà chúng ta chỉ cho một chút muối vào. Và bây giờ Uyên Thi chỉ cần nêm một chút muối thôi, quý vị không cần bỏ nước mắm nha. Bỏ nước mắm nhiều khi nó sẽ bị chua cháo. Và chúng ta sẽ nếm thử coi cháo nó được chưa. Bây giờ thì vừa rồi nhưng mà rất là nóng, thành ra mình cẩn thận khi mình ăn cháo. Bây giờ Uyên Thi sẽ bắt cái nồi cháo để qua một bên. Bởi vì cháo đã được rồi, Uyên Thi sẽ dùng cái nồi lửa này. Uyên Thi xào xào nấm. Xào nấm, và trước khi xào nấm đó thì Uyên Thi phải bỏ thêm lửa vào. Hồi nãy Uyên Thi sợ cháy cháy cháo cho nên mình không dám bỏ cửa lửa vào ha. Và sau khi mà mình để cái chảo nó có vẻ nóng rồi đó thì lúc này chúng ta sẽ cho vào một ít dầu ăn. Đó, mình cho vào một ít dầu ăn. Rồi, mình sẽ cho vào một ít tỏi băm. Mình dùng cái đũa cả mình xào luôn thưa quý vị. Ở miền Nam đó thì kêu cái này là đũa bếp phải không ạ? Còn miền Bắc thì kêu là đũa cả. Nhưng mà tại ba mẹ Uyên Thi là người Bắc cho nên Uyên Thi quen từ nhỏ kêu là đũa cả, mà miền Nam là kêu là đũa bếp. Sau khi mà quý vị thấy là cái mùi tỏi nó bay lên nức mũi, phải nức mũi nha thưa quý vị, thì quý vị bắt đầu bỏ nấm vào mình xào. Và tiếp theo chúng ta sẽ xào với lại rau răm. Mình bỏ rau răm vào. Và khi mà nấm quý vị thấy nó vừa chín tới rồi đó, quý vị thấy Uyên Thi giỏi không? Nấu bếp mà còn biết canh lửa nữa đó. Rồi,
mình cũng sẽ nêm vào đây một chút xíu xìu xiu thôi, một chút xíu xìu xiu muối, một chút xíu tiêu. Rồi lúc này thì làm sao ha? Dạ, hơi rắc rối đây. Bây giờ lúc này thì lửa nhiều quá, Uyên Thi sẽ rút bớt lửa ra, bắt chước người bạn của Uyên Thi. Rút bớt lửa bỏ xuống dưới. Rút bớt lửa bỏ xuống dưới. Và Uyên Thi sẽ bắt cái này ra, tại vì cái nấm của Uyên Thi đã chín rồi, đã có một chút gia vị rồi. Uyên Thi bắt ra, Uyên Thi để ở đây. Lúc này Uyên Thi mới bỏ cái ốc vào, cái sò huyết vào. Bởi vì sao? Nếu quý vị để ở trên lò mà quý vị bỏ sò huyết vào, quý vị xào á, là cái sò nó bị quá chín. Và khi nó quá chín là nó sẽ khô con sò. Và mình ăn mình không còn thấy độ ngọt nữa, mà mình sẽ thấy con sò bị dai. Lúc đó là quý vị nấu bị hư rồi. Thành ra là Uyên Thi phải bắt lò ra và để xuống, để ở ngay chỗ này. Lúc này thì Uyên Thi cũng phải dọn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ nó ra cái chén. Uyên Thi lấy cái sò này bỏ ra cái chén, cái sò huyết này, cũng như rau răm, cũng như là nấm, mình bỏ ra cái chén. Mình bỏ ra cái chén, mình dẹp cái chảo đi ha thưa quý vị. Sau đó Uyên Thi mới chia sẻ với quý vị một món nữa mà có lẽ là chúng ta sẽ rất là xa lạ, nhưng đối với người Cần Thơ đây là một món ăn mà quốc hồn quốc túy. Và đây chúng ta sẽ dùng cái đồ nướng, đố quý vị đó là món gì. Chắc chắn khi mà dùng cái đồ nướng này lên thì mình sẽ biết nó là món gì rồi, phải không ạ? Mình sẽ cho thêm một chút củi vào. Về Cần Thơ mà không ăn món này là không đúng. Đó là món ốc bươu nướng tiêu. Nghe đã thấy hấp dẫn rồi. Ốc bươu nướng tiêu mình phải làm sao thưa quý vị? Ốc bươu mình mua về, quý vị biết nó hồi nãy đó, Uyên Thi mua về để ở trên cái bàn á, mà nó bò nó rớt lỗ ngon 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 vậy đó, là tại vì ốc bươu còn sống. Còn bên Mỹ mình đó là ốc bươu đông đá. Chúng ta cũng có thể làm được, nhưng cái thịt nó sẽ dai và nó không có ngọt như là ốc bươu tươi ở tại miền Cần Thơ. Ở đây mua ốc bươu sống về, chúng ta bỏ vào nước gạo, nước vo gạo, chúng ta ngâm trong Uyên Thi nhớ là mẹ Uyên Thi ngâm mấy tiếng đó. Sau khi ngâm đó thì quý vị, ốc mình sẽ cho vào đây một vài trái ớt nữa. Ớt mình bằm ra mình bỏ, hoặc là mình cắt ra mình bỏ vào trong cái nước gạo đó, thì con ốc nó rất cay, nó nhả cái nhớt ra thưa quý vị, và nó hút, nó ăn cái nước gạo vào trong người nó. Nếu mình có thể ngâm, mình cũng có thể ngâm một qua một đêm cũng được. Thì ngày hôm sau mình đem ra mình luộc con ốc thì con ốc nó sẽ mập hơn, nó mỡn hơn, bởi vì nó hút cái chất gạo đó cũng như nó nhả ra chất nhớt. Sau khi mà chúng ta đã ngâm ốc rồi, chúng ta đem con ốc lên bỏ vào nồi luộc. Luộc thì chúng ta luộc sả nè, gừng nè, quý vị cũng có thể bỏ ớt vào luộc luôn. Thì khi mà mình luộc như vậy thì cái mày ốc nó vừa rớt ra thì quý vị vớt ra đổ bỏ nước đi. Cái đó là mình luộc ốc ai cũng biết. Chúng ta có thể dùng lá bưởi, lá ổi, lá sả, lá chanh, mình làm lá gì cũng được để mình làm cho con ốc nó thơm. Sau khi mà ốc đã chín rồi thì chúng ta sẽ để qua một bên. Ở đây Uyên Thi đã có sẵn một chén nước mắm tiêu kho quẹt. Nước mắm tiêu kho quẹt thì cũng không khó lắm thưa quý vị. Quý vị chỉ cần bỏ nước mà xào một chút xíu tỏi hoặc là hành cho nó thơm. Sau đó chúng ta bỏ nước mắm vào, hoặc là chúng ta khìa với một chút đường để cho nó có màu. Ta bỏ nước mắm vào kho cho nó hơi quẹt quẹt lại. Và chúng ta nhớ ốc nướng tiêu bắt buộc phải có tiêu, thành ra chúng ta bỏ tiêu vào trong này. Quậy đều lên. Rất là dễ dàng phải không thưa quý vị? Lúc này quý vị có thể nếm thử coi cái nước mắm của mình nó mặn, nó lạt, hoặc là nó như thế nào. Mặn mặn rất là vừa ăn, không có bị quá mặn. Tại vì quý vị nếu mà quý vị làm mặn quá đó thì mình ăn nó sẽ bị mặn, cho nên chúng ta làm vừa ăn thôi. Ốc nướng tiêu có nhiều người làm nhiều kiểu. Có một số nơi đó thì họ nấu cái nước này, nước tiêu này cho nhiều hơn một chút, và họ bỏ tất cả các con ốc này vào trong đó. Họ xóc lên, sau đó họ đậy nắp lại để mà lấy cái vị nước mắm tiêu nó thấm vô trong cái ốc. Và khi mà ăn đó, những người, nhất là những người nhậu, ngồi mà vừa nhâm nhi ly bia xong rồi vừa kéo miếng ốc ra ăn xong rồi vừa lè lưỡi liếm ở vòng quanh cái miếng ốc này. Tại vì ốc là phải rửa cho sạch nha thưa quý vị. Họ cảm nhận được cái vị nước mắm tiêu và cái ốc nó sẽ rất là ngon.
Nhưng ngày hôm nay Uyên Thi chia sẻ một cách rất đơn giản để chúng ta có thể, ai cũng có thể làm được cái món ốc nướng tiêu của miền Cần Thơ này. Đó là chúng ta sẽ cho vào một chút nước mắm vào trong cái thịt con ốc. Đừng có nhiều quá, quý vị láng cho con ốc nó thấm ở trong đây. Và lúc này chúng ta để con ốc lên chúng ta nướng. Rất là đơn giản và dễ dàng. Đơn giản như là mình đang giỡn vậy thưa quý vị. Giống như chơi đồ hàng vậy đó. Đó, mình có thể lấy cái này một chút. Mình láng cái thịt nó, tại vì nếu mà quý vị không láng đó, nhiều khi nó chưa có nằm, nó chưa có thấm ở dưới. Khi nào mà quý vị thấy cái nước mắm ở trong nó sôi lên mà nó bay cái mùi thơm của tiêu lên như vậy là con ốc đã được. Và cũng nhớ là đừng nên nướng lâu quá thì con ốc nó chín, nó bị overcook, tất nhiên là bị quá chín, nó sẽ mất ngon. Nó sẽ mất ngon, cái món này nó sẽ bị dai con ốc. Ui, nếu mà quý vị ngồi đây quý vị sẽ nhìn thấy nè. À, nó sôi lên rất là đẹp, quý vị nhìn thấy không? Nước mắm nó sôi lên rất là ngon. Và cái mùi thơm nó đã bay lên rồi. Tuyệt thưa quý vị ơi. Đó, quý vị nhìn thấy không? Con ốc nó sôi lên và nước mắm nó trào ra. Nó sẽ làm cho cái mùi thơm rất là đặc sắc. Vâng, kính thưa quý vị, sau khi mà quý vị đã thấy ốc nó đã sôi lên như vậy rồi đó, thì chúng ta sẽ đem ốc ra. Đó, ốc nó đã thấm cái tiêu, nước mắm tiêu rồi. Thì cái nước ốc nó chảy ra, nó hòa quyện với nước mắm và nó thấm vào con ốc rất là thơm. Wow, hấp dẫn thiệt, hấp dẫn, hấp dẫn. Nếu mà quý vị ở đây, quý vị sẽ ngửi thấy cái mùi tiêu mà ở trong nước mắm nó vô con ốc thưa quý vị. Trước khi mà Uyên Thi ăn ốc đó, thì Uyên Thi sẽ lấy một miếng cháo ra nè. Lúc này sẽ múc một miếng cháo ra nè. Múc một miếng cháo vô trong cái chén. Và sẽ múc sầu huyết cùng với nấm để lên trên. Hấp dẫn, hấp dẫn. Rồi, Uyên Thi sẽ bỏ vào đây. Cái cháo này đó thì đặc biệt là mình có thể ăn với bắp cải, thái mỏng, ăn với rau đắng thưa quý vị. Uyên Thi cũng sẽ bỏ vào một ít rau đắng. Đi ra ngoài miền Trung đó thì người ta nấu cháo người ta ăn với cải xanh, thái mỏng ra. Còn vào miền Nam thì lại ăn với rau đắng. Mình cho vào một chút hành ngò, một chút hành phi. Và nếu muốn chúng ta có thể cho vào một ít tóp mỡ. Và bây giờ là lúc chúng ta hưởng thụ những cái gì mà chúng ta đã làm ra. Ngon quá. Quý vị nhìn cái tô cháo, cái chén cháo huyết, cháo sò huyết rất là hấp dẫn. Nếu mà quý vị lấy được cái sò mà có cái huyết mà coi như cái sò khi mà mình mới vừa luộc xong đó, mình lấy ra nó có cái nước sò mình bỏ vào đây thì cái cháo nó sẽ hơi ngà ngà, cái màu nó sẽ đẹp lắm. Và cái cháo nó sẽ ngọt hơn nữa. Giờ để Uyên Thi ăn thử. À, mình phải cho một chút xíu tiêu lên nữa chứ. Rồi. Sò không bị dai bởi vì mình không có xào sò trên cái lò, mình chỉ luộc sơ và mình xào để cho lấy vị thơm chung với nấm. Cháo béo nhưng mà lại không mặn. Nhưng mà khi mình ăn quyện vô với lại sò và cái nấm đó, thì mình sẽ thấy cái vị nó ngọt tăng lên rất bội phần. Phải nói tăng lên gấp 10 lần so với ăn cháo không. Và cộng thêm hành phi, cộng thêm hành ngò cũng như là một chút xíu tóp mỡ. Nếu quý vị nào muốn có thể mình cho, nếu mà mình muốn ăn đậm đà hơn á, mình có thể cho thêm một chút xíu nước mắm tiêu. Rất là ngon. Hôm nay lần đầu tiên trong cuộc đời Uyên Thi mới ăn món cháo sò huyết. Thật ra Uyên Thi ăn nhiều thứ cháo lắm. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu lớn lên, mình đi ra nước ngoài xa quê hương rồi, thì làm sao có sò huyết tươi để mà mình ăn. Thành ra khi về tới Cần Thơ rồi, Uyên Thi mới được giới thiệu đến món này. Và Uyên Thi mới biết đây là một món ngon của Cần Thơ. Nhưng mà món ngon này mình sẽ xếp qua một bên để cho cháo nguội. Uyên Thi sẽ ăn thêm nữa. Bây giờ Uyên Thi sẽ thưởng thức qua cái món ốc bươu nướng tiêu. Muốn ăn với ốc bươu nướng tiêu á, thì chúng ta sẽ vắt một cái tắc vào trong cái chén muối tiêu. Cái chén muối tiêu nha thưa quý vị.
để mình có thể chấm thêm để cho nó thêm cái phần vị thơm thơm của cái món này. Sau đó chúng ta sẽ dùng tăm để lễ ốc ra. Quý vị nhìn thấy nè, nước nó vẫn còn ở trong con ốc. Và lúc này Uyên Thi chưa ăn thịt ốc đâu. Mình phải thưởng thức từ cái nước cho tới cái thịt. Cho nên Uyên Thi thử nè. Uyên Thi không dám la lên trời ơi nữa, bởi vì nó ngon thiệt. Mình cho một miếng muối tiêu và nước mắm tiêu vào, nhưng mà khi mà chúng ta nướng đó, quý vị thấy cái nước ốc nó ra, nó làm cho cái tiêu sôi lên. Và khi cái nước ốc nó ngọt, nó hòa lẫn với cái tiêu cay cũng như là cái nước mắm, thì cái nước ốc nó ngọt cũng nhiều lần hơn là khi mà chúng ta ăn ốc không. Và khi chúng ta ăn nước mắm chúng ta thấy nó hơi mặn mặn, thì vào trong cái nước ốc nó lại thành ngọt. Và bây giờ Uyên Thi sẽ ăn cái thịt ốc để coi cái thịt ốc nó có thấm hay không nha. Bây giờ mình chấm muối tiêu nè. Muối tiêu với nước tắc nè. Ốc thì giòn, không bị overcook. Mặc dù mình nấu ở trên lửa và nó sôi cái nước mắm lên, cái vị của thơm của tiêu ngon hơn là vị ốc luộc rất nhiều. Bây giờ Uyên Thi mới biết tại sao món ốc bươu nướng tiêu của thành phố Cần Thơ lại nổi tiếng là một món ngon của quê hương Cần Thơ. Và với chương trình Bếp Nhà Ta Nấu Du Ký ngày hôm nay, Uyên Thi cũng rất là cảm ơn một cái căn nhà, hay phải nói là một cái quán có cái tên rất là dễ thương, đó là tên Hồi Đó. Và một lần nữa trong chương trình Bếp Nhà Ta Nấu Du Ký, Uyên Thi cảm ơn quý vị cũng như là cảm ơn những ký ức tuổi thơ mà cha mẹ của chúng ta đã để lại trong chúng ta. Cảm ơn dù cho xa quê hương đến đâu, dù cho chúng ta có đi đến tận chân trời góc biển nào, thì những món ăn Việt Nam, những món ăn quê hương, những món ăn địa phương, những món ăn đã đi sâu vào ký ức của chúng ta từ bé vẫn luôn tồn tại trong mỗi con người chúng ta. Một lần nữa, chương trình Bếp Nhà Ta Nấu Du Ký hẹn gặp lại quý vị trong một món ăn khác của Cần Thơ.